Yo, hello, what's up chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ đường phố đến quên nhá. Xin chào anh em kiểu game hay tại chiến nha, từ từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xin like và một subscribe ủng hộ channel phát triển nha, cảm ơn rất nhiều. Ok, quay trở lại video chiều nay thì chúng ta tiếp tục hành trình Voltevot sự kiện đấu trường mới đó anh em nhỉ. Và cùng nhau đi chốt Evan các bạn. Đấy, tôi vừa check qua rồi, thấy Evan hiện tại chưa đủ like anh em. Mới được 100 bao nhiêu like à? Khả năng tối nay chúng ta sẽ làm một video nhanh tay nhận gift code đấy nha, anh em chuẩn bị tinh thần. Nó thông báo qua đây, các bạn nằm cũng qua tình hình như vậy. Rồi, giờ thì trước tiên tôi sẽ vui chơi qua sự kiện tế anh em. Sau đó thì cũng cho đi điểm qua sự kiện mới các bạn, được các kiểu anh em. Chốt Evan luôn. Vậy chốt chiều anh em nhá, chốt video chiều nay luôn. Nói chiều tôi quay ngang trưa các bạn. Cơ bản là không đủ like anh em, như bữa là gần đủ thì tôi còn đợi anh em, chứ hiện tại như nãy tôi qua 130 hay 140 nhỉ, vừa nãy tôi qua anh em 130 mấy sao đấy, 130 like thôi anh em. Thì hiện tại nha thì chắc đến chiều tối cũng không là đủ 200 like được, thì thôi chốt Evan. Tối nay chắc là chúng ta sẽ chơi nhanh tay những gift code anh em nhé. Bạn nào hứng thú thì đừng quên đăng ký và giới thiệu channel xem và tham gia video tối nay anh em. Tối nay chúng ta sẽ một lần nữa lại nhanh tay những gift code. Còn về vấn đề code dùng được hay không dùng được, nhiều anh em đang ý kiến thì tôi nói rồi. Thông tin về code tôi đã để bên tab cộng đồng, tôi không nói dài nữa anh em. Đó, code là do nhà phát hành cho. Nếu có lỗi thì các bạn đi hỏi nhà phát hành. Đó, hỏi xem là code cho kênh kiểu từ đường phố có thể nhập được một ạc được không. Nhà phát hành sẽ trả lời bạn. Không là một à, tôi đã test rồi anh em, không nhập được hết vào một ạc nhá. Đây là tôi cũng không, mà tôi cũng không có tính tham như vậy anh em. Nhà phát hành cho tặng anh em thì tôi cũng để tặng anh em, chứ tôi cũng không giữ lại nhập hết làm gì. Đấy, nhập có hai cái thôi chứ tôi cũng không nhập nhiều. Còn lại tôi vẫn để tặng anh em hết đấy, thì nói rõ rất video rất là nhiều lần. Nó không hiểu thôi, tránh chịu. Ok. Đấy, tối nay thì chắc còn hơn chục cốt. Hôm qua là còn 12, còn mấy cốt của mấy bạn trúng giải chưa lấy nữa anh em, là còn tầm gần 15 cốt nữa. Tối nay tôi sẽ ném tên video ngày hôm nay, tối trên video tối nay tất cả luôn và không chiếu. Đó, nên là anh em nào còn chưa nhận được cốt thì tối dõi theo video tối của kênh và lên và xem và tham gia nhận nhá. Anh em nhanh tay nhận được thôi. Cốt thì nó có giới hạn anh em, không phát cho từng bạn một cái được, nên là thành ra phải để công chiếu cho nó công bằng nhất, ai nhanh tay thì nhược được thôi, chứ là bạn nào chậm tay thì đánh chưa buồn. Nhưng đâu mấy ông chậm tay lại cứ vào cây cú thì cũng chịu, buồn lắm anh em ạ. Tôi đang suy nghĩ không biết là có nên đi xin thêm cốt cho, xin cốt từ của nhà hành tiếp không anh em. Tình hình tặng Evan mà anh em cứ nhảy thì buồn quá trời luôn. Thôi chúng bạn ghé fanpage là anh em. Ok các bạn nào, lúc qua quà đó 196 kim cương nữa. Rồi fanpage, chắc tình giờ đã cập nhật sự kiện mới chưa? Chắc cập nhật rồi anh em, tầm này chưa cập nhật nữa thì có một toang à. Rồi các bạn, 41 phút trước đã cập nhật anh em. Trận đấu Champion 2022. Giờ phút này chúng ta còn 4 đội tại bán kết anh em. Sau những gì họ đã làm được tại những vòng trước đây thì đội đi vào đến vòng này cực kỳ rất mạnh và đáng xứng đáng trở lại bán kết 1. Cuộc đối đầu của team 7 và team 16 chắc chắn sẽ có dự đoán hơn. Hai vị tướng đang thuộc meta có game như Jack hỗ trợ dấu đen và Carilla. Team 7 thì bộ ba đánh hủy diệt của băng bách thú hay không. 10 giờ sáng mai anh em nhé, trận này 50 quyển AL1 với cả một dương đến chỉ 9 sao đây anh em, vote các bạn. Ok, với sự xuất hiện của một bên là có dấu đen ở dưới của Pocadia, tôi nghĩ là team 16 sẽ thắng anh em. Lần này chúng ta lên vote công đi anh em, mặt cười đi các bạn ạ. Đừng nói các bạn hãy hùa vào team mình nhá. Vâng, mặt cười đi, đúng rồi anh em. Lần này chúng ta lên vote mặt cười anh em nhá. Trận dưới team dưới khả năng thắng rất là cao các bạn, anh em tranh thủ vote. Hết rồi anh em. Qua bên fanpage nào. Qua group anh em. Năm đầu tiên của nông dân cũng được, chúc mừng bạn. Đây là tướng gì, 1% có người biết. Đội hình bất chứ à, xem nào. Rack Chopper bên bị A, Rack Chopper bên bị A phải không? Không có một thông tin gì về hình ảnh luôn anh em. Đùa bác trò chụp ảnh có tâm gớm nhờ. Không nhìn thấy gì luôn anh em. Lại câu chuyện tướng mới.
Ok, rồi, qua bên kênh YouTube chốt luôn cho anh em này. Ok các bạn, đây anh em. Đây. Nhanh tay nhận 20 con đẹp tối hôm qua đây anh em, mới được 137 like các bạn. Từ giờ tối không thảo lên được 200 like thôi. Thế này là thôi, tạm thời tôi phải đình chỉ thành chuyển sang thành tối nay sẽ phát công chiếu hết anh em nhá. Đó, các bạn có gì dõi theo kênh và xem và nhận ạ. Ok, đâu giờ thì chúng ta quay trở về game anh em. Để xem này, bên game chúng ta có gì hot đã quên. Nghe này tôi quên không điểm danh cái thám hiểm này rồi. Toàn thế nhờ, cứ quên anh em, nhớ quên vào game hôm nào cũng vào nhưng mà chẳng mấy khi nhớ mấy cái đấy. Ok, hôm nay chúng ta có đảo bánh này các bạn này. Ok, kênh Ben cô lù đi không, lù đi. Data thì yếu lù bất đi anh em, lù vậy. Rồi, ok. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phá đảo bánh anh em nhé. Tối nay chắc ngồi neo độ thần anh em. Tối ngồi neo độ thần công chiếu tặng gift code cho anh em. Tình hình là như vậy. Tối nay thì bạn nào muốn lấy code thì lên đấy á. Ok, nó giờ tập trung neo độ bánh anh em. 2 3 Kata ra trận các bạn. Kata mới đang bắt được trận này rồi. Kata tôi bên này yếu quá anh em, không bắt được trận này. Ô oh. Nói yêu các anh tự ái các bạn, anh win luôn này. Nói cái anh tự ái các bạn. Đừng đùa với Kata, đúng kiểu vậy anh em. Đừng đùa với chúng tôi. Thôi. Ý dạ, đừng đùa với chúng tôi, nói rồi không nghe. Anh Kata bắt đẹp thế nhờ. Được của nó luôn anh em. Đúng kiểu uy tín luôn đấy ạ. Ui. Kết thúc trận đấu. Dù không toa anh em nhưng mà cuốn đấy được. Rồi. Kuma thì phải gặp kinh này anh em. Rồi, riêng trận Kuma này phải gặp kinh các bạn. Cấu rỉa từ từ. Gặp kinh thì cấu rỉa từ từ anh em. Phản đam cũng chắc sợ anh em. Dăm ba cái phản đam làm sao mà có giá trị với anh kinh tôi được. Tuổi gì mà chơi với anh kinh nhà tôi. Tuổi gì mà đoàn chơi với anh thôi là kinh nhà tôi. Rồi ok. Kata đi anh em. Ok toàn thế nhờ. 8 9 Trận này có ấy này anh em này. Trận này có biến này. Chuyển cho anh kinh vào đánh coi. Mang cái lăng này. Nhờ căng thế nhở. Ui mấy bạn căng đấy. Bạn căng chắc tôi mềm. Lại đến Kata dọn đường các bạn. Trận 16 đúng không? Đợt tới là trận 16 là mấy bạn gặp đối thủ mạnh luôn anh em. Nói chung anh em chưa lâu các bạn nhớ mà. Đây là trận 14 này anh em này. Trận 14 này đúng chính xác như này. Trận 14 này gặp đối thủ này đánh cũng ở cú ấy này anh em này. Đi này lâu anh em nhớ map mà bạn đi cũng được mà khỏe mà. Chứ anh em phải nhớ map cơ. Đấy. Đấy. Chưa gì đây toang rồi anh em. Đó. Ôi, cho anh ấy anh em, lấy con Mamushi ra trận này. Đấy giờ đứng không cũng không làm gì các bạn, ra trận đi. Xem làm được cái gì không? Làm được gì không? Quên là con Mamushi ra trận không thế mà. Cá nhân đánh nghe hơi yếu đuối nhỉ. Ôi bay màu luôn à, bay màu luôn anh em. Còn anh Ben thì không biết như thế nào đây. Rồi hay quá. Đúng rồi, đúng rồi. A à. Đúng rồi, cô cát đi A à. Bay luôn. Rồi Ben ra trận các bạn, thành Ben ra trận. Xem này có kỷ lục mới không. Ui anh Ben gặp đục Flamingo à. Thằng đấy. Rồi bắn ké nào. Bắn ké nào. Ôi trời ơi. Khét đấy anh em. Trận này để anh ấy thử đi. Lại gặp Carrot à. Lại gặp Carrot các bạn. Trận này ăn được không? Nhìn này chắc ăn được thoải mái các bạn. Nhìn này thôi ăn được thoải mái mà.
Zelay. Trận thứ 16, trận Zelay này nhưng cũng là một trận đánh khó này. Đúng rồi, có bố già đây anh em, nhớ mà. Biết nào. Hồi máu kịp không biết. Kịp không kịp hồi máu ạ. Anh Odin ra trận nào. Quá đã rồi. Giải quyết luôn đi. Căng thế, bạn căng chắc tôi mềm anh em, đúng kiểu vậy. 20 xu. Giờ gom xu cho sự kiện tuần sau thôi anh em. Thì tuần này tôi full rồi. Thôi cả anh em tuần sau, tuần này có thì cứ gom, chẳng tội gì. Có được thì cứ gom thôi anh em. Có được cơ hội thì cứ gom các bạn. Biết mà, lại còn cũng chả hai phát đấy anh em. Hôm thì dư kim cương thì chả thấy đâu, hôm thì không có kim cương để mà mua các bạn. Không có kim cương mà mua. Rồi, video ngày hôm nay thì kết thúc đây anh em nhá. Đó, anh em nào hứng thú với event nhanh tay những cái code thì đăng ký và nhớ theo channel tối nay nên nhận nhá. Giờ thì bye bye anh em.